Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Hiện tại mình làm video đang là 7 giờ 22 phút đấy. Mình cũng vừa đăng một cái video lên đấy. Mình làm cái video này là cũng lâu lâu rồi, trước cả trận là Hàn Quốc gặp mà trước cả cái trận vừa đấu vừa diễn ra cơ. Cái trận đấu vừa diễn ra thì anh em biết rồi, Cameroon gặp Serbia. Tỷ số 3-3, một tỷ số cực kỳ đẹp cho những mã kèo của mình đưa ra cho anh em trong nhóm ngày hôm nay anh em nhé. Thì mình sẽ cho anh em xem cái sự hồi hộp hôm nay nó đến ở cái mức độ đỉnh điểm như thế nào ở trong những cái mã kèo mình đi anh em nhé, những mã kèo mình đi cho anh em ở trong nhóm. Thì hôm nay mình đi đây, mình đi xỉu góc. Mình vẫn nói với anh em rồi, xỉu góc hiệp 1 là chết, xỉu góc 4 hiệp 1 chết. Tiếp theo là một mã phạt góc hiệp 1 đấy. Cameroon cộng 0.75 là mình ăn cái mã này đấy. Một mã nữa là cả hai đội đều ghi bàn đấy, mình cũng ăn mã này. Mã đặt cược tiếp theo của mình đấy là mã tài tài cho Cameroon anh em ạ. Nghĩa là tài bàn thắng cho Cameroon đấy, tài 0.75. Anh em có thể lựa chọn nếu mà anh em nghĩ là Cameroon chỉ một đội thôi anh em nhé. Cameroon đấy có trên 0.75 bàn thắng thì anh em ghi tài. Và nếu anh em nhận định Cameroon có dưới 0.5 bàn thắng, 0.75 bàn thắng thì anh em ghi xỉu. Thì mình có ghi tài 0.75 đấy, ăn. Cameroon, cái mã kèo này với đây chính là cái mã kèo gay gấn nhất anh em nhé. Cameroon cộng 0.75 thì mình sẽ chụp cái ảnh cho anh em xem, không anh em lại nói là mình đây, mình sẽ chụp lại cho anh em xem một cái quả mỹ mãn đúng không anh em, cực kỳ đẹp. Ăn gần như là full kèo. Đương nhiên rồi, hôm nay rất là ít người dám đi cho con hàng Cameroon. Mình đã bảo các bạn rồi, nó đang ở cái dưới. Các bạn nên có một cái chút tâm linh vào đây nữa. Mình nói thật, nó và một chút tính toán. Thì mình cũng có đẩy cho rất nhiều anh em. Đấy, mình chơi thế nào thì mình đẩy như vậy thôi. Mình sợ nó sẽ lộ thông tin của anh em nên mình sẽ rén rén một chút các bạn nhé. Đấy, mình chơi như nào mình đẩy ra cho các anh em như vậy, không có gì là giấu giếm cả. Đây đúng không ạ, rất là đơn giản thôi, có gì đâu. Đấy là những anh em ngoài anh em nhé. Thì mình đẩy cho ba mã đấy, lại còn không chết luôn cả cái mã xỉu hiệp 1 đấy, quá ngon, ba mã húp cả ba, còn cái gì bằng ạ. Thì ok, những trận đấu tiếp theo ở Hàn Quốc gặp Ghana thì mình làm cho anh em rồi. Đấy, cái trận đấu muộn này lúc 2 giờ đấy, Bồ Đào Nha gặp Uruguay thì mình sẽ làm luôn cho anh em trong cái video này. Bồ Đào Nha tất nhiên rồi, vẫn ra sân với cái đội hình quen thuộc 4-3-3. Thực ra là không phải quen thuộc anh em ạ, quen thuộc trong cái đội hình dự bị này thôi. Lần nào cái đội hình dự bị của Bồ Đào Nha nó cũng là 4-3-3 thế này. Đấy. Và Uruguay cũng thế, ra sân với đội hình 4-3-3. Trên hàng công của Bồ Đào Nha sẽ là những cái tên nổi bật như là Ronaldo, Fernandes, đấy, Joao Felix. Bên dưới là Carvalho, Neves và Silva. Tứ vệ của phía Bồ Đào Nha sẽ là Guerreiro và Pereira, Diaz và Cancelo. Mình nghĩ đây là cái đội hình khá là ok cho Bồ Đào Nha ở trận này rồi. Còn Uruguay thì thực sự là mình cũng không biết quá nhiều cầu thủ của Uruguay. Đấy, có Nunes này, Basilo này, một số cái tên, Godin đấy, và Pelletier, Suarez đấy, Suarez và Rochet. Rochet này cũng khá là ok anh em nhé. Suarez này, đây mình sẽ cho anh em con hàng Suarez này. Đấy. Dịch sang tiếng Việt cho anh em quan sát dễ hơn. Một trận 64
64 phút trận đầu đã 64 phút. Hoạt động cũng không quá nổi, không quá ok nha. Đang đá cho câu lạc bộ gì đây? Bình thường nó sẽ hiện ra ở đây. Thôi, bỏ qua đi anh nha. Với quân hàng như thế này thì thực sự là nhiều lúc mình cũng không nắm hết được đâu. Quá nhiều các cầu thủ mà. Thì chúng ta nên nghiên cứu cái bảng đấu này anh em nhé. Thì trận đấu giữa Triều Tiên và Ghana thì mình nhận định cho quân hàng Ghana rồi. Đấy. Nếu mà Ghana thắng trận này với Nam Triều Tiên, với Hàn Quốc anh em ạ, đừng gọi là Nam Triều Tiên, gọi là Hàn Quốc và Triều Tiên đi. Thì Ghana sẽ vươn lên ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đấy. Và nếu mà trận này Bồ Đào Nha thua, đấy, thua nha anh em nhé, thì có thể là Ghana sẽ lên vị trí đầu. Đấy, thì những cái lượt trận sau như kiểu Ghana gặp Uruguay và Bồ Đào Nha gặp Triều Tiên. Đấy, Triều Tiên thắng Bồ Đào Nha thắng Triều Tiên. Đấy. Và Uruguay thắng Ghana thì nó sẽ là một cái kịch bản đẹp nhất cho cái bảng này. Cái kịch bản đang là thắng thua, thắng và thua đấy anh em ạ. Những ông lớn cuối cùng sẽ vào vòng trong hết. Đấy. Thì Uruguay hiện tại đang đứng thứ vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, chắc chắn rồi họ sẽ có, mình sẽ mở ra xem cái trận này. Đấy, họ sẽ có cái tấm vé đi tiếp. Mình nghĩ là như thế, nó sẽ sắp xếp kiểu vậy. Đấy, chắc chắn là sẽ có những cái bàn tay sắp xếp anh em nhé. Chơi từ đầu mùa đến giờ thì anh biết, anh em biết là các trận bóng nó bịp như thế nào rồi. Thì chúng ta nên bỏ qua cái vấn đề kỹ thuật. Bỏ qua cái vấn đề kỹ thuật cũng như là bỏ qua các cái phong độ. Bỏ qua luôn các cầu thủ đi anh em ạ. Chúng ta nên đấy đứng ở một vị trí trung lập và nhìn nhận vào những cái chúng ta gọi nó là truyền thông, chúng ta gọi đó là sự sắp đặt. Những cái sự sắp đặt anh em không thể nào mà biết được đấy ở đằng sau FIFA là ai đấy, sắp xếp như thế nào, thì cứ đúng cái mô típ đấy mà đi thôi anh em. Là hôm nay Bồ Đào Nha sẽ hòa hoặc thua, hợp lý không ạ? Chúng ta xem kèo chấp. Bồ Đào Nha chấp chấp 0.5 là lại khó nha. Lại khó nha anh em nha. Nếu mà chấp 0.5 và Uruguay đang ăn cực kỳ thấp anh em nhé. Đánh cho Uruguay cửa dưới đang ăn cực kỳ thấp. Thì trận vừa rồi cửa dưới thua. Đánh cho Bồ Đào Nha chấp 0.5 và ăn 1.07. Cái kèo nó rất khá là bịp. Mình nghĩ là Bồ Đào Nha trận này sẽ hòa hoặc thua. Nếu mà hòa hoặc thua thì anh em nên đánh cho Uruguay, tội gì anh em đánh cho Bồ Đào Nha đúng không ạ? Hôm nay chắc chắn là nhiều anh em sẽ đi cái Bồ Đào Nha với cái kèo chấp chỉ có 0.5 này. Nếu anh em mình chưa biết kết quả trận đấu. Đấy, nhưng nếu anh em xem được cái video này của mình thì mình nghĩ là anh em hãy dừng cái tay lại. Đừng có đầu tư cho Bồ Đào Nha một cái kèo bịp như thế này nữa. Kể cả có ăn, anh em đừng tiếc. Ok anh em. Chúng ta nên chơi những cái kèo góc và kèo thẻ. Đấy. Anh em có thể đánh góc cho Bồ Đào Nha chấp 1.0, 1.5 này. Đấy. Anh em có thể ghi cái tài góc này. Đấy. Rất là nhiều những kèo cho anh em chơi. Đấy, kèo cả hai đội đều ghi bàn. Kèo mình sẽ cho anh em xem các cái kèo ở trong này. Phổ biến đi. Đấy, kèo tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, tỷ số chính xác hiệp 2. Đấy, tỷ số chính xác cả trận. Kèo chấp, đấy. Bàn thắng chính xác, đấy. Rất là nhiều. Thậm chí là có cái kèo giao ai là người giao bóng đầu tiên anh em. Đây, toàn trận. Đâu nhỉ? Cái đội giao bóng đầu tiên đấy. Nghĩa là tung đồng xu một cái là anh em có tiền luôn. Đấy, chiến thắng cách biệt 5 bàn này.
bàn thắng đầu, bàn thắng cuối chẵn lẻ rất là nhiều. Tại sao chúng ta không đầu tư vào như vậy mà chúng ta phải đầu tư vào một cái kèo? Mình cảm giác nó khá là bịp. Mình nghĩ trận này sẽ lại nổ xỉu thôi. Mình đoán trận này sẽ lại nổ xỉu. Đấy. Rất nhiều anh em sẽ đi tài, đi bồ, đi tài trận này. À, nhưng mà trận này mình nghĩ mình sẽ dừng. Tại vì đơn giản thì anh em biết tại sao mình sẽ dừng. Mình sẽ cho anh em đơn giản là vì thế này. Mình nói rồi, mình không phải là một người tham lam. Mình sẽ dừng. Thứ hai của mình như thế này. Mình sẽ dừng. À, đương nhiên thì mình không chỉ đánh một cái tài khoản anh em nhé. À, mình sẽ đây là tài khoản nào ở bên một trang của mình đấy, anh em chắc nhìn sẽ biết, anh em chơi chắc biết. Và mình còn những cái từ đấy thì hiện tại đang quét rất là nhiều nên mình sẽ không nói ra. Và còn một cái tài khoản nữa đấy ở bên Win anh em nhé. Bên đấy thì mình sẽ chơi to hơn rất là nhiều, tại vì bên đấy cái mức đặt cược của nó sẽ to hơn đấy, và cái việc nạp rút nó cực kỳ dễ dàng, nó nhanh anh em ạ, nạp vào cái được luôn đấy, tránh tình trạng là như kiểu rung mà hết tiền, nạp vào cái được luôn mà rút ra cũng cực kỳ nhanh đấy. Chứ còn thằng này nó hay, thằng bên thằng mở vừa mình show cho anh em ấy, nó hay bảo trì lắm, rất là khó chịu. Nhưng mà chơi nó cũng cực sướng anh em nhé. Đó, anh em quen rồi. Đây thì đây là bên Win. Đấy, mình chơi trên máy tính. Tránh tình trạng là mạng ngủ nó vấn đề một cái zoom không kịp anh em nhé. Đấy. Anh em có thể đi bồ chấp mà góc này. Bồ chấp góc hiệp 1 cũng ok. Trận này mình cũng lại kết xỉu góc hiệp 1. Mình thua 2 trận rồi. Không sao cả anh em ạ. Thua 2 hòa 1. Đấy, còn lại 7 trận nữa, đấy mình sẽ ăn. Anh em nên có những cái kết như vậy, như kiểu mình từ đầu mùa đến giờ mình kết xỉu. Đấy, và kết dưới. Anh em biết là anh mình ăn nhiều như nào rồi đấy. Cứ tính tổng ra anh em ạ. Đương nhiên thì mình sẽ có những cái mã kèo khác cho anh em, mình cũng sẽ thiên hướng anh em đi theo kiểu vậy. Nếu anh em không đi theo mình thì anh em có thể đi một cách khác. Đấy là quyền lựa chọn của anh em, kể cả anh em trong nhóm đấy, mình đưa kèo lên anh em hoàn toàn đi ngược đấy, tiền của anh em có trách nhiệm với đồng tiền của mình. Thì đi cửa dưới anh em bảo à hôm nay thằng kia nó bảo mình, thằng Khánh nó bảo mình đi Uruguay, điên mà đi cho Uruguay cái kèo này, Bồ Đào Nha chấp có 0.5 thôi, kiểu gì chả ăn mà ăn cao như này đấy, 1.05, thế là tất tay Bồ Đào Nha. Anh em cứ tất tay đi, mình tin hôm nay sẽ là một trận bịp. Ok, thì đấy, mình nói rồi, mình sẽ đi cho Uruguay và đi xỉu. Đi góc cho bồ, đi tài góc và đi góc cho bồ hiệp 1, đi xỉu góc hiệp 1. Đi góc cho bồ toàn trận, đi góc cho bồ hiệp 1 và đi xỉu góc hiệp 1. Đấy, còn cái tài xỉu góc này thì chưa anh em nhé. Đấy. Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái video này. Đây là những nhận định cá nhân của mình. Đấy, những cái chia sẻ cá nhân của mình. Mình suy nghĩ thế nào, mình đi như thế nào thì mình khuyên anh em như vậy. Anh em hoàn toàn có thể đi trái ngược mình. Đấy là quyền lựa chọn, quyền quyết định, đồng tiền trong tay anh em. Thì nếu anh em đấy muốn có một cái sân chơi như thế này, mình cũng nói luôn. Đấy. Anh em muốn có một cái sân chơi như thế này, anh em muốn vào nhóm của mình thì buộc anh em phải có một cái sân chơi như thế này anh em nhé. Và đương nhiên anh em phải có vốn chứ. Mấy ông tìm đến mình bảo anh ơi em xa bờ quá rồi, thế vốn em còn bao nhiêu? Vốn em còn 1 triệu. Thì mình nói thật, 1 triệu thì anh em mua xăng anh em cũng không đủ chạy nữa, chứ đừng nói là mình đấy đưa anh em về bờ. 1 triệu thì nói thật với anh em là chưa đủ bằng 1/30 hoặc là 1/15 một cái mã kèo mình đi, thì mình cũng rất là khó để có thể đấy. Anh em không tin tưởng mình thì mình cũng chịu thôi, mình cũng không có còn cách nào khác cả.
Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo đấy, tất cả những cái mà mình Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái video này. Có lẽ là Khánh xin kết thúc cái video này đấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.